cho ăn rượu nước thôi. Tự nhiên mầm các bạn. Trời ơi. Đem con sổ rồi vô các bác ơi. Ba thuốc diệt mầm các bạn. Lấy sổ đây có tiền luôn á. Lấy sổ lên một tiếng của lộ lên mượn tiền. Ừ. Không mua. Đây thì giống ngọt hả? Đây. Vừa thịt con ngọt vậy. Bụi nó bay vô á chứ đâu có nói là cái máy bay nó này phải không? Hết năm nay nó mua máy bay gì mà. Chứ bây giờ làm chủ nữa. Rồi bắt bao phi nữa. Mà đi ăn cái lòng nữa. Bây giờ đậu trên sân nhà các bạn nhìn nha. Xong. Sắp tới các bạn. Mình bấm thợ luôn đi. Một chà đá đây rồi đó đường. Chị kêu ông ngồi đó đi, hồi chị xịt này đi xa khăn luôn. Một chà đá đây rồi đó đường.
mầm nha. Tôi đổ, tôi thấy nó cặn, tôi thấy rồi vậy. Thấy nó kỳ kỳ vậy. Nó đổ vô có màu lên nữa. Chưa mà. Sao nó cặn cặn vậy, thấy cái này đổ vô gì đó. Ngày hôm trước, ngày 5 tháng 9 năm 2022. Còn mà. Cái này có đâu, đổ vô có gì đâu. Mới giáp năm mà, cái năm mấy tháng hả? Gì vậy? Thôi đổ vừa thấy cái chai nó cặn sẵn rồi chứ không phải là đổ ngay cái nước cái dưới nó cặn. Giờ hút đổ vô là cái chai nó hộp. Lấy từ trong nhà ra đó các bạn. Rồi mình cũng xin được kết thúc video nha các bạn. Hẹn các bạn những video tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ nha.